hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý ông bà anh chị em về một cái đề tài rất là tuyệt vời. Well, today we're going to share about a message that is another message that's wonderful. Tiếng Anh thì gọi là wheat and the weeds. He said in English, yeah. This is about wheat and weeds. Cỏ lùng và lúa mì. You didn't know what he said. Yeah. Cỏ lùng. Tiếng Anh mình hả? Cũng không hiểu. Cỏ lùng và lúa mì. Wheat and weeds. Wheat and weeds. Yeah. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi đọc đến câu chuyện này ở trong tuần qua, và tôi đọc câu chuyện này rất là nhiều lần, và tôi thấy rất là hữu ích cho cái điều mà chúng ta sẽ học hỏi trong cái ngày, trong thế gian ngày hôm nay. As I was reading on this passage over the course of this last week, and I was thinking about it, it seemed to be this, the passage we're going to read together, it seems very applicable to our time right now. Tôi có một câu chuyện để nói cho quý ông bà anh chị em, để tôi bắt đầu câu chuyện vào cái bài giảng của tôi. Thì có một câu chuyện, có một người sanh ra và người này có một con trai. So I have a story to share before we get into the passage to start us off. And the story, in the story, there was a boy born. Một người cha có một người con trai. Oh yeah, okay. A father Một gia đình có một người con trai, sanh ra được một người con trai. So there was a son born in a family and there was a father in this family. Chúng ta biết rằng người con trai trong gia đình thì trong gia đình rất là vui khi có một người con trai đau lòng được sanh ra. And we know that when there's a son that's born into a family, the family is just very happy about that. Những người họ hàng và hàng xóm đến và chúc mừng cho cái người đó, gia đình đó là gia đình của anh sanh ra được một người con trai thì thật là có phước. And so people will come and wish the family well and say to the father, you have a son born to carry on your name. What a blessing. Rất là may mắn có một người con trai. And what an enormous blessing it is to have a son. Sau đó một thời gian thì người con đó lớn lên và người con đó có người đến và cho cái gia đình đó một cái món quà. And you can imagine that as the child grows older, people come and give gifts. Và có người cho gia đình đó một con ngựa. And one person brought the family a horse. Khi tôi nói đến con ngựa thì chắc có lẽ quý bạn chị em, một số trong quý bạn chị em cũng đã từng nghe qua câu chuyện này rồi, phải không? And this might become a familiar story to some of you. Có lẽ, nhưng mà có một số người chưa có nghe. There's some of us who do know that story and some of us who don't. I don't think we know this story. Okay. In English speakers. Cho một con ngựa thì ai cũng nói rằng, may mắn quá, có phước quá, được người ta cho con ngựa. And then people will, after receiving such a present, people would say, oh my goodness, what a wonderful gift that is. Nhưng mà có một ngày kia thì đứa con cởi con ngựa đó. And then, but then there's a day when the child... riding the horse. Rides the horse? Ride the horse. Okay, he's riding the horse. Và con ngựa này nó không thích người cởi, cho nên nó hất một cái thì cái đứa con trai này văng xuống đất và gãy cái chân. But then the horse doesn't like being ridden, and so the horse throws the boy, and the boy falls off and breaks his leg. Và người ta nói rằng, không có may mắn gì hết, không có được phước gì hết. Có một đứa con trai mà làm nó bị gãy chân rồi. And so then people will say, oh, that's not a blessing at all. This horse, it broke the leg of the only son. Thì họ nói rằng không có được may mắn gì hết trơn. No luck. This is not lucky at all. It's no blessing. Not a blessing. Nhưng mà sau một thời gian thì người con này được lớn lên hơn nữa. And so over time the son gets older. Và nước đó xảy ra một cuộc chiến tranh dữ dội. And then the war breaks out in that country. Và tất cả những người thanh niên nào trên 18 tuổi đều phải bắt đi lính hết. And everybody over all the men over 18 need to go and fight in the war. Nhưng mà cái người con trai này bởi vì gãy chân cho nên không có đi lính. And so the son, because he broke his leg, he can't go to war. Thì người ta nói rằng, gia đình này có phước quá, người thanh niên này không cần phải đi lính. And then everybody will say, oh my goodness, this family is so blessed because the son doesn't have to go out to war. Thưa quý ông bà anh chị em, điều đó là để tôi là mở màn cho cái bài mà tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em. Những cái điều gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không có biết câu chuyện này là chúng ta không biết được kết quả tốt hay xấu cho đến lúc cuối cùng.
And so this is a story that I think will open our eyes to the story we're going to read in Scripture, that it we don't know if the things that happen in our lives are for good or for bad, or lucky or unlucky, until the very end. Có phải vậy không, quý ông bà anh chị em? Khi cuối cuộc đời của chúng ta mới biết rằng cuộc đời của chúng ta là thành công hay là thất bại. And so we won't know until the end of our lives whether our lives are success or failure. Trong cái một cuộc chạy đua đó thì không có có cái sự quyết định cho đến khi cái người đầu tiên vượt qua cái lằn dây cuối cùng của cuộc đua đó. And it's just like that in a race where you don't know who's going to win until you get to the very end, and the person who passes the tape first is the person who wins. Có bao giờ quý bạn cho em xem một cuộc đua, tôi đã từng xem được những cuộc đua, có những người họ đua, họ chạy rất là nhanh, và khi họ gần đến mức rồi đó thì họ bắt đầu cũng như là mừng trước khi mà vượt qua cái lằn đó. Họ chạy chậm lại và họ đưa tay lên như thế này. Have you ever watched a race or something like that where people are running and then the person who's in front starts celebrating even before they pass the finish line? Nhưng mà có người thứ hai, cái người đằng sau đó chạy và vượt qua và được hạng nhất. But the person who's right behind them keeps going and then they pass. Tôi gặp nhiều trường hợp như vậy. I feel like I've seen this a lot. Thì chúng ta, thưa quý bạn chị em, chúng ta biết rằng những cái điều đó xảy ra chỉ khi chúng ta vượt qua cái mức đó. Mà đó là cái điều đề tài mà tôi muốn chia sẻ cho quý bạn chị em buổi chiều hôm nay. Đó là lúa mì và cỏ dại. And so, tôi gọi là cỏ dại, hay là trong Kinh Thánh thì dịch ra là cỏ lùn. Nhưng mà tôi ở đây là tôi dịch là cỏ dại. And so so it is that we can't, sometimes we don't know how it's going to turn out until the very end, and we need to pay attention and watch all the way to the end. And so that brings me back to our story here that we're going to read about wheat and weeds. Lời ví dụ về nước thiên đàng của Đức Chúa Giêsu Christ là có sự dạy dỗ rất là sâu xa. And so when Jesus tells the stories, he tells a lot of stories that teach about what the kingdom of God is like. Chúa muốn cho chúng ta hãy sáng suốt mà nhận định những lời nào từ Đức Chúa Trời và những lời nào thuộc về ma quỷ. And so Jesus wants us to be able to distinguish the words of of God and the words of the devil. Và cái sự kết thúc cuối cùng những người ác và những người công bình. And to be also to be able to distinguish between people who are good and people who are evil. Và chúng ta sẽ đọc trong Kinh Thánh Matthew. So we're going to read from Matthew. Matthew đoạn 13. Chapter 13. Câu 24 đến 30. Chúng ta sẽ cùng đọc những câu Kinh Thánh này chung với nhau, quý bạn chứ. Let's read this together. Đức Chúa Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy cỏ lùn do đâu mà có? Chủ đáp: Một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: Không nên. E khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi. Còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Mary đọc tiếng Anh. Okay. Do you want me to read or you want to read together? Together. In English, he put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, 'Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds?' He said to them, 'An enemy has done this.' So the servants said to him, 'Then do you want us to go and gather them?' But he said, 'No, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with weeds.
Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Hallelujah. Chúng ta đọc cái câu chuyện này thì chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ dùng cái ẩn dụ này để nói về vương quốc của Chúa. And so we can see how he uses Jesus uses the story to illustrate something. Và chúng ta sẽ đọc thêm những câu kinh thánh nữa, đó là lời giải thích của Chúa cho những môn đồ của Ngài. And từ so, câu 36 cho đến câu 43. And we'll read on to the part where Jesus actually explains this parable to his disciples. Sau khi dân chúng về, sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà các môn đồ đến, thưa với Ngài: "Xin thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con." Ngài đáp: "Người gieo giống tốt là con người. Đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng như vậy. Có người sẽ sai thiên sứ ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai hãy lắng nghe." So we'll keep reading from Matthew chapter 13, verse 36 to 43. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him, saying, "Explain to us the parable of the weeds of the field." He answered, "The one who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of evil and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear." Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Câu chuyện thì nó hơi dài một chút. Chúng ta đọc nhiều khúc kinh thánh một chút. Nhưng mà, thưa quý bạn cha em, đây là câu chuyện nói về vương quốc của Chúa. So this was a bit of a longer passage for us to read in this time, but there's a lesson for us to garner here. Và tôi chú ý ở trong cái câu bắt đầu câu 37, Khanh để lại câu 37 giùm. So if we look back in verse 37. Người gieo giống tốt, Đức Chúa Jesus Christ giải thích cho các môn đồ của mình khi mà họ đang đi, lúc bây giờ họ đang đi truyền giảng cho những người dân Israel và những người ngoại lúc bây giờ. Thì rất là đông người đi theo Chúa Jesus Christ. And so in this part of the story, not what he's the story he's telling, but in this part of Matthew, Jesus is traveling with his disciples and there are crowds that are following them as they're spreading the word of the Lord. Và khi mà ngài đến một nơi thì họ ngài nói những điều này ra về cái chuyện đám ruộng là về vương quốc của ngài. Thì môn đồ có lẽ là chắc không hiểu rõ cái ý của Đức Chúa Jesus Christ nói là như thế nào. And we know that during this time that he's preaching, he's using a lot of parables, and a lot of his disciples might not understand what he's trying to tell them with these parables. Tôi nghĩ rằng trong đó chắc có lẽ có nhiều môn đồ của Chúa rất là đi theo Chúa cũng lâu, nhưng mà có nhiều người, có nhiều môn đồ của Chúa cũng không có hiểu rõ những điều gì mà Chúa muốn nói để dạy dỗ cho dân chúng. And I think that there are many people who were following Jesus who were quite faithful, who had followed him for a long time, and still there are many people who were following him who didn't quite understand what he was trying to say. Và Chúa dùng cái thời gian này để giải nghĩa cho những môn đồ về cái việc nước thiên đàng của Ngài. But in this part, Jesus was taking this time to explain to his disciples about the kingdom of God. Tôi sẽ điều đầu tiên đó là người gieo giống tốt là con người. And so in verse 37 it says,
The one who, he said, he answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của cánh đồng. He's the Lord, is the field, the field, the field. The field? Field. Okay. The field. He's, Jesus is the Lord of the field. Yeah. Ngài là Chúa của mùa gặt. He's the Lord of the harvest. He is the Lord of the harvest. Và Ngài là đấng tạo dựng nên vũ trụ. And he is Lord over all of that. Và lúc nào Ngài là đấng đã gieo ra một cái giống rất là tốt. And when he went to go plant the good seeds. Và tất cả mọi vật gì Ngài làm nên là ra từ cái giống tốt ở thế gian này, mà đó là do Chúa gieo những cái hột giống đó ra. Hột giống đó là trong đó có chúng ta. And all of the things that he does are for good, and he has good seeds that he plants, and we are among those good seeds. Tất cả những điều gì mà tốt lành đó là ra từ Đức Chúa Jesus Christ, từ Đức Chúa Trời, và Ngài đã gieo những cái hột giống đó ra. And just like that good seed, all the good that comes from the in the world is from Jesus. Ngày hôm nay có tất cả những vị mục sư, những vị giáo sĩ, những truyền đạo đều là những dụng cụ Đức Chúa Trời để gieo ra hột giống tốt. And all of us who serve the Lord, who pastors or teachers or all of us who are doing that, all the good that we receive is we receive it from Jesus. Trong câu 37, người gieo giống tốt là con người, đó là Đức Chúa Jesus Christ. And the one who sowed the good seed, as we see in verse 37, is Jesus. Chúa trồng, he planted us in this world. Chúa trồng chúng ta trong thế gian này. And so we are planted in this world by Jesus. Và lúa mì và cỏ dại đều mọc lên từ đất. And the wheat and the weeds come up from the earth. Khi mà Chúa trồng cái cánh đồng đó, Chúa trồng lúa mì, có một người đến và trồng lúa mì, cái người chủ đó trồng lúa mì. And so and we can imagine in this field that we are planted like the wheat in this field. Nhưng mà có một người như có một kẻ ác đến và gieo vào đó trồng những cái cỏ lùng ở trong đó. And you can imagine though that so that this interloper comes in and plants these bad seeds or weeds in with the good seeds. Thưa quý bạn chị em, và cả hai nó đều được mọc lên hết. And both of them grow up at the same time. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa ban phước cho những kẻ không công bình cũng như công bình. And so we read in the Bible that the sun shines on both the righteous and the unrighteous. Và thưa quý bạn chị em, hai cái cây đó nó cũng được lớn lên như vậy. And both of those plants get to grow. Và khi mà nhưng mà cái cây wheat, cái cây lúa mì khi nó lớn lên thì nó được kết quả. But when the wheat grows, it bears fruit. Và cái cây cỏ dại thì khi mà nó lớn lên á, nó cũng lớn lên từ cái miếng đất, nơi đó có nước và có đất, để nó cũng lớn lên, nó cũng lớn lên. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, nó không có kết quả gì hết. But the weed, it also grows. It takes the nourishment from the soil. It takes the water just like the wheat does. But when it grows up, it doesn't bear the same fruit. Chúng ta biết rằng ở trên thế gian này có rất là nhiều những loại cỏ dại nhiều lắm, mười mấy ngàn cái loại cỏ dại lận quý bạn chứ. We know in this world that there are all kinds of weeds, and anybody of us who are gardeners know there's like thousands 11,500 kind of weeds. Okay. Yeah. There are lots of weeds. Yeah, weeds. Yeah. Yeah. I don't know how many weeds there are, but there's a lot of weeds. Yeah, they said 11,000, over 11,500. Rất là có nhiều cái cỏ dại. There's a lot of them. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái lúa mì đó khi mà nó lớn lên nó xanh bông trái. But when the wheat grows, it blooms. Và nó nuôi biết bao nhiêu cái người khác. And it feeds so many people. Cuộc đời của chúng ta, Chúa đặt chúng ta trong thế gian này. And we can think of ourselves that way, that we have been planted in this world. Để nó lớn lên, để nó gì? Nó có kết quả, quý ông bà anh chị em. So that we can grow and that we can bear fruit. Chúng ta khi trồng một cái cây, chúng ta muốn nó trồng lên để nó có trái không, quý ông bà anh chị em? When you plant a plant, you want it to grow, don't you? Và chúng ta muốn có kết quả, và trong cuộc đời cơ đốc nhân của chúng ta, Chúa cũng muốn cho chúng ta kết quả để chúng ta đem nhiều người trở lại hầu việc Chúa.
And you want your plants to have good fruit. And so the Lord also wants us to bear good fruit. Amen. Amen. Hallelujah. Câu số 38. The field is the world. Ruộng là thế gian. And so in verse 38 says the field is the world. Thế gian là loài người trong một cánh đồng rộng lớn. And the field has a lot of people within this a lot of people in this world. Nó có thể đem đến nhiều kết quả tốt, nhưng mà thế gian này đang ở trong một cái tình trạng thật là khó khăn và tội lỗi. And there's plenty of room for good in this field or in this world, but there's also it seeps in all of the evil and the things that aren't good. Kẻ trộm đã đến và rải những cái hộp xấu ở trong cái cánh đồng đó và nó trở nên rất là xấu. And so this in this field in this story, we know that the evil person came and planted the bad seeds. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, Chúa là đấng Chúa Giêsu Christ là Chúa của cánh đồng, cho nên Ngài chỉ gieo ra những hạt giống tốt không mà thôi. But we know that the Jesus is the Lord of all and he only bears good. So he was the one who planted the good seed. Quý ông bạn chị em biết trong năm 1990 đó thì ở bên nước Mỹ này đó có 90% là cơ đốc nhân. And we know that here in the United States 90% of the people of the population of the United States was Christian. 1990. In 1990. You know, 1990s. Okay. Yeah. Okay. 90% là cơ đốc nhân. Nhưng mà quý ông bạn chị em biết năm 2020 cái số đó nó là bao nhiêu không? But how many, what percentage of the United States do you think describe themselves as Christian in 2020? Có 64% thôi. Only 64%. Năm nay là 2024. Có thể cái đó nghĩa là nó xuống thấp hơn nữa. And but now it's 2024 and it could be even lower than that. Yeah. Satan là và ma quỷ nó gieo vào trong cái cánh đồng đó rất là nhiều cái điều xấu xa. We know that Satan is continuing to plant bad weeds all over us. Cho nên có nhiều người gặp những điều đó thì họ sa ngã và họ đi xa cách Chúa. And when people see the evil that is in this world, they can pull further and further away from God. Có một số người thì gần gũi với Chúa hơn, nhưng mà có rất là nhiều người họ xa cách Chúa và họ không có tin vào quyền năng của Chúa, bởi vì họ nghĩ rằng tôi có thể làm theo cái điều này được hay không, tôi thấy tôi đi theo những người này cũng được mà, đâu có sao đâu. And so there are people who respond to seeing the evil in the world and draw closer to God, but there's so many people who see that and they're so discouraged and they don't believe in the power of God that he can overcome all these things, and so they put their faith in other things and they think that they can follow whatever it is their heart desires of this world. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết chắc một điều rằng cái linh hồn của chúng ta cần phải có được cái sự sống đời đời, chúng ta cần phải gần gũi với Chúa hơn, quý ông bà anh chị em. But we are children of God and we know that our hearts are yearning for our God and that we will always turn towards him to fill that need. Khi Chúa đã chữa lành bệnh tật cho tôi và quý ông bà anh chị em hay là cho một người nào đó, chúng ta thấy rõ ràng Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã rờ đụng đến chúng ta và cho chúng ta được chữa lành và chúng ta thấy những phép lạ của Chúa. And we see evidence of the love of Jesus throughout our lives, through the miraculous healings that we experience, through the comfort and love that we know we receive from our Lord Jesus. Thì đức tin của chúng ta không bao giờ thay đổi hết, quý ông bà anh chị. And so our faith is unshaken. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng Ngài là đấng tạo dựng vũ trụ và Ngài săn sóc cho đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. And we know that our Lord is Lord over all and he has our lives in his hands. Ở trong câu 38, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùng là con cái của quỷ dữ. Once again, verse 38. The field is the world and the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. Thưa quý ông bà anh chị em, đây giống tốt là con cái của nước thiên đàng, đó là tôi và quý ông bà anh chị em. And so the good seed stands for the sons of the kingdom. That means it's us here. Đó là những thánh đồ thật. Đây là những thánh đồ thật, không phải chỉ là tín đồ chuyên nghiệp như dân Do Thái. And that's like a true believers, not not a fake one. Yeah, I guess yeah, fake is the opposite of true, huh? Chúng ta surface, not surface believers. Yeah, chúng ta là những thánh đồ thật.
We are true believers. Tôi sẽ đọc một câu hai câu kinh thánh ở trong sách Matthew đoạn 8 câu 11 12. We'll read from Matthew chapter 8. Tôi không có trên. We don't have it on the screen. 8 câu 11 12. Tôi sẽ đọc. 8 chapter 8 11 12. Okay. Tôi sẽ đọc. Ta bảo cho các ngươi biết từ đông phương Tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn Abraham, Isaac và Jacob trong vương quốc thiên đàng, nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng. Matthew 8 verses 11 through 12. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Câu kinh hai, câu kinh thánh này cho chúng ta biết điều gì? Nói về dân Do Thái. And what does this verse tell us? It talks to us about the Israelites or the Hebrews. Và nói về những người không phải là dân Do Thái. And it talks about people who are not Hebrews. Từ phương Đông, phương Tây, họ sẽ đến và ngồi bàn với Abraham, Isaac và Jacob. And people who come from other places, from the east and from the west, who will join with Abraham, Isaac and Jacob at the table. Nhưng mà câu 12 nói nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài. In verse 12 it says, but the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness. Đó là những người Do Thái mà không tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. And in this part of the story, Jesus was emphasizing that there are Hebrews who weren't really believers of what God wanted them to believe. Họ không có thuộc về cái vương quốc của Chúa. And they didn't have that truth in them. Thưa quý bạn chị em, những tín đồ, những con cái Chúa là những người thành thật, không giả dối với chính mình. Họ là những hạt giống tốt, thật quý giá đối với Đức Chúa Trời. And so we as the true believers must follow the true words of Jesus and be his good seed in this world. Và cái chữ cuối cùng của cái câu đó là cỏ lùng hay là cỏ dại là con cái của quỷ dữ. And back to chapter 13, and the weeds are the sons of the evil one. Họ là con cái của ma quỷ, họ là cỏ lùng ở trong thế gian này. They are the sons of the evil one and they are the weeds of this world, not the wheat. Bề ngoài thì nhìn thấy không tốt lắm nhưng mà cũng không xấu lắm. And outside, it's not too bad. Yeah, it might not look so bad even if they are evil. Đó là những cỏ dại trong một cái vườn. Chúng ta nhìn thấy nó cũng okay. Sometimes we can look at the weeds in our own garden and we think, well, that's not so bad, it's okay. Nó cũng nhận được mưa. It can soak up the rain. Nó cũng nhận được ánh sáng từ mặt trời. And it can absorb the sunshine. Nó cũng mọc ra từ cái đất. And it will come up out of the earth. Như những cái cây tốt khác. Just like the other good plants and good. Nhưng đó là những cái cỏ vô ích, không có ích lợi cho loài người gì cả. And so what does it matter if there's some of that around? Nhưng mà thưa quý bạn chị em, làm thế nào để chúng ta phân biệt được cỏ lùng? But how does it that the weeds come about? Nếu mà chúng ta đọc ở trong Thi Thiên, tôi sẽ đọc ở trong Thi Thiên. Let's read in Psalms. Thi Thiên đoạn 1. Tôi sẽ đọc cho quý ông bạn cha em Thi Thiên đoạn 1. Psalm, the first Psalm. Tôi thấy Thi Thiên thì thưa quý ông bạn cha em, vua David viết một cái đoạn Thi Thiên số 1 rất là hay. Và ông viết bắt đầu Thi Thiên thì ông nói về để tôi sẽ là cả đây. So yeah, the first psalm that in Psalm 1 that King David wrote a great psalm. So sánh giữa người công chính và kẻ gian ác. And it talks here about the wicked. Tôi sẽ đọc cho quý bạn xem. Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Psalm 1 verses 1 through 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree
planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là ba cái câu đầu tiên David viết cho những con cái thật của Đức Chúa Trời. And so David wrote this for the true children of God. Và ba cái câu cuối cùng, ba câu tiếp, đó là ba cái câu cho những kẻ ác. And then the next three verses are for the wicked. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công chính, vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Verses 4 through 6. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amen. Cảm tạ Chúa. Thưa quý bạn chị em, cuộc đời cơ đốc nhân của chúng ta sẽ được đồng lớn lên ở trong thế gian này. Throughout our lives, we will grow up in this world. Chúng ta sẽ gặp nhiều cái người mà không có công chính. And we will see many who are not with us. Tôi không nói trong hội thánh, nhưng mà chúng ta có thể có trong hội thánh. Chúng ta không biết điều đó, nhưng mà chúng ta được lớn lên như vậy, thì thưa quý bạn chị em, chúng ta phải giữ vững đức tin chúng ta. Có một ngày Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ đoán xét những cái điều gì mà chúng ta làm ngày hôm nay. And so I'm not saying that that's happening here in our church, but it could happen in our church where there are people who are not working with us. But we have to, as for our responsibility as believers, is to hold on to our faith and hold on until that time of judgment, that end time that Jesus talks about here, when we will be judged and stand for judgment. Thì giờ qua rất là nhanh, cho nên thưa quý bạn chị em, tôi sẽ ngưng ở đây và sẽ tiếp tục cho quý ông bà anh chị em cái bài giảng này trong lần tới. Chúng ta thấy rằng tôi sẽ xem trong cái câu cuối cùng một lần nữa mà thôi. Đó là trong câu số 43. And so we're almost running out of time, so I'm going to end us here, but we'll stop just at verse 43. Câu Matthew đoạn 13 câu 43. Matthew 13 verse 43. Câu 43, câu cuối cùng. The last one that we read. Khi ấy những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai hãy lắng nghe. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. He who has ears, let him hear. Thưa quý bạn chị em, đến ngày phán xét cuối cùng sẽ có những người sẽ được vào thiên đàng và một số nhiều người sẽ không được vào nước thiên đàng. So at the end, when we are all judged, there will be some of us who enter the kingdom of heaven, and some of us who will not. Và những người được vào thiên đàng sẽ chiếu tỏa sáng như ngôi sao, như mặt trời. And the righteous who will enter the kingdom of heaven will shine like the sun. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta phải tỏa sáng bây giờ nữa, quý ông bà anh chị. But Jesus teaches us that we also have to shine now. Bởi vì Chúa nói chúng ta là gì, quý ông bà anh chị? Because what has Jesus called us? Chúng ta là ánh sáng cho thế gian này, phải không quý bạn? We are the light to this world, aren't we? Amen. Amen. Hallelujah. Xin kính mời quý bạn cho em cùng đứng lên. Please stand. Chúng ta sẽ cầu nguyện trong giờ này. Let us pray. Chúng con cảm tạ ơn Chúa bởi vì lời của Ngài buổi chiều hôm nay. We thank you for your word today, God. Chúng con biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài tạo dựng nên chúng con. And we know that you have our lives in your hands. Trong thế gian này, Ngài đặt chúng con trong thế gian này để làm một cái đèn cho thế gian này, để họ nhìn vào đó và họ thấy đời sống của chúng con qua Đức Chúa Giêsu Christ. You have called us into this world to be light to this world to shine for you. Xin Chúa ở cùng chúng con, cho chúng con sống một đời sống đắc thắng và thánh sạch trước mặt Chúa. We pray that you would be with us as we shine for you and as we go through this world. Dù chúng con ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng con biết rằng Chúa là Ngài đấng nắm giữ tương lai của chúng con. And we know that as we take every step of every day, we know that you are with us all along the way. Chúng con dâng anh em của chúng con trong thánh tài quyền năng của Chúa. We lift up our brothers and sisters to you. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà anh chị em chúng con buổi chiều hôm nay. We pray that you would bless each one of us here today. Trong công việc làm ăn của chúng con. In our work. Ở trong cái sự chúng con làm việc mỗi ngày. And all the things that we do. Đều
quy danh hiển, vinh hiển danh của Ngài. We pray that they would glorify you always. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen.